chào quý vị khán giả. Những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Vừa qua, xung đột Israel-Hamas đã có những dấu hiệu hạ nhiệt đầu tiên sau gần 50 ngày giao tranh ác liệt giữa hai bên. Theo đó, Israel và Hamas đã đồng ý về một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài ít nhất 4 ngày sau nhiều tuần đàm phán gián tiếp căng thẳng. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời không giúp làm thay đổi ý định xóa sổ Hamas của lực lượng quân đội Israel. Trong khi lệnh ngừng bắn được thực thi, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội Israel sẽ tiếp tục chiến đấu sau khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc. Đồng thời, trong ngày đầu tiên khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, phía Israel thông báo đã phá hủy hệ thống đường hầm tại khu vực của bệnh viện Al-Shifa lớn nhất dải Gaza. Theo thống kê mới nhất, xung đột Israel-Hamas đã khiến khoảng 1.200 người đã thiệt mạng ở Israel, chủ yếu là trong đợt tấn công ban đầu của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Còn theo cơ quan y tế ở dải Gaza, thống kê hơn 13.300 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra. Bên cạnh đó, các hãng truyền thông cho biết 25 con tin vừa được thả, trong đó có 12 con tin Thái Lan và 13 người Israel. Những con tin này đã được giải thoát khỏi dải Gaza và đưa về Israel. Theo AP, tổng cộng 50 con tin mà Hamas đang giam giữ và 150 tù nhân Palestine trong nhà tù Israel sẽ được trả tự do theo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày do Qatar làm trung gian. Bộ Ngoại giao Thái Lan xác nhận 12 công dân của họ đã được giải thoát khỏi dải Gaza. 12 con tin này đã đi qua cửa khẩu Rafah và đang trên đường tới căn cứ không quân Haterim, Israel, sau đó sẽ được đưa đến bệnh viện. Cũng theo bộ này, 39 công dân Thái Lan đã thiệt mạng trong đợt tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 và 26 người bị bắt làm con tin. Chính quyền Palestine đã công bố danh sách 39 tù nhân Palestine dự kiến được trả tự do vào ngày 24 tháng 11, trong đó có 24 phụ nữ và 15 nam thiếu niên. Hầu hết trong số này bị kết tội vì tấn công lực lượng an ninh Israel. Những người này được thả từ nhà tù Ofer ở bờ Tây. Thỏa thuận ngừng bắn có thể kéo dài thêm một ngày, trong mỗi lần thả thêm 10 con tin có thể dẫn đến thời gian ngừng bắn lâu hơn. Tổng cộng Hamas và các nhóm khác đã bắt khoảng 240 người trong đợt tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10, theo số liệu của AP. Cả hai bên Israel và Hamas cho biết đã đồng ý về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong vòng 4 ngày. Thỏa thuận sẽ đình chỉ cuộc xung đột kéo dài 46 ngày để tạo điều kiện thả 50 phụ nữ và trẻ em bị Hamas bắt giữ. Đổi lại, Israel sẽ thả một nhóm tù nhân Palestine gồm 150 người. Sau 4 ngày đầu tiên trong thỏa thuận, cứ thêm 10 con tin được thả thì lệnh ngừng bắn được gia hạn thêm một ngày. Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel, thỏa thuận cũng cho phép hàng trăm xe tải chở hàng viện trợ, thuốc men và nhiên liệu đi vào tất cả khu vực ở dải Gaza. Trước đó, để đi đến thỏa thuận về việc ngừng bắn, chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã họp về thỏa thuận và bỏ phiếu thông qua vào ngày 22 tháng 11. Thủ tướng Israel cho biết sự can thiệp của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giúp cải thiện thỏa thuận, bao gồm trả tự do nhiều con tin hơn và ít nhượng bộ hơn. Tuy nhiên, ông Netanyahu nhấn mạnh sứ mệnh lớn hơn của Israel không thay đổi. Ông Netanyahu tuyên bố, chúng tôi đang trong tình trạng xung đột và chúng tôi sẽ tiếp tục cho tới khi đạt được mục tiêu, đó là tiêu diệt Hamas, giải thoát tất cả con tin và đảm bảo rằng không ai ở Gaza có thể đe dọa Israel. Các quan chức từ Qatar, nước đang đứng ra làm trung gian cho các cuộc đàm phán, cũng như Mỹ, Israel và Hamas trong nhiều ngày qua đã nói rằng sắp đạt được một thỏa thuận. Trước khi họp với toàn bộ chính phủ của mình, ông Netanyahu đã họp với nội các về ứng phó xung đột và nội các an ninh quốc gia về thỏa thuận này. Theo thống kê của Israel, Hamas được cho là đang giữ hơn 200 con tin. Trước khi có thông tin về thỏa thuận, xung đột vẫn diễn ra dữ dội ở Gaza. Ông Mouni Abbas, người đứng đầu cơ quan y tế Gaza, nói với kênh Al Jazeera rằng quân đội Israel ra lệnh sơ tán bệnh viện Indonesia ở thành phố Gaza. Liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết nước này hy vọng sẽ đàm phán thỏa thuận tiếp theo để thả thêm con tin trước ngày thứ tư của lệnh ngừng bắn. Được biết, trong thời gian ngừng bắn kéo dài ít nhất 4 ngày nay, 50 phụ nữ và trẻ em bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công hôm 7 tháng 10 được phóng thích và đưa đến Ai Cập. Phía Israel sẽ trả tự do cho 150 phụ nữ và thanh thiếu niên Palestine bị giam giữ tại nước này. Hamas đã bắt khoảng 240 người sau khi tiến hành vụ tấn công nói trên và Israel cho biết thỏa thuận ngừng bắn sẽ được kéo dài thêm một ngày nếu có thêm 10 con tin được thả. Đồng thời, theo hãng tin Reuters, khoảng 200 xe tải chở thực phẩm, dược phẩm và nước uống sẽ đến dải Gaza mỗi ngày trong thời gian thỏa thuận ngừng bắn và được thực thi. Một quan chức Ai Cập cho biết khoảng 130.000 lít nhiên liệu diesel và 4 xe tải chở khí đốt cũng sẽ từ Ai Cập vào dải Gaza mỗi ngày trong thời gian ngừng bắn.
Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC sẽ hỗ trợ việc phóng thích con tin. Ngoài ra, một phòng điều phối ở thủ đô Doha, Qatar sẽ giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin. Đồng thời, có đường dây liên lạc trực tiếp với Israel, văn phòng chính trị Hamas ở Doha và ICRC. Các bên tham gia thỏa thuận thông tin, việc tạm ngừng xung đột còn nhằm hỗ trợ cho hoạt động nhân đạo. Hamas cho biết Israel đã đồng ý tạm dừng hoạt động trên không ở phía bắc dải Gaza từ 10 đến 16 giờ giờ địa phương mỗi ngày trong thời gian ngừng bắn. Hoạt động trên không của Israel ở miền nam dải Gaza cũng dừng hoàn toàn trong giai đoạn này. Israel cũng nhất trí không tấn công hoặc bắt giữ người ở dải Gaza và người dân có thể tự do di chuyển dọc theo con đường chính được nhiều người Palestine sử dụng để rời miền bắc dải Gaza khi xung đột nổ ra. Thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza là bước đột phá về mặt ngoại giao mới nhất trong xung đột Israel-Hamas. Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận này được thông tin với truyền thông trên toàn thế giới, Thủ tướng Israel tuyên bố sau khi thỏa thuận ngừng bắn hết hạn, chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục cho đến khi Israel đạt được các mục tiêu đề ra. Trong đó, có phá hủy năng lực quân sự của Hamas và giải cứu toàn bộ con tin đang bị cầm giữ tại dải Gaza. Nhà lãnh đạo Israel cho biết thêm đã chuyển thông điệp trên đến Tổng thống Mỹ Joe Biden khi hai ông điện đàm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thỏa thuận ngừng bắn này vẫn là một bước tiến dài sau biết bao nỗ lực của Liên Hiệp Quốc cũng như các nước trên toàn thế giới. Đài truyền hình Khan của Israel dẫn lời một quan chức Israel cho biết thỏa thuận đã bị trì hoãn 24 giờ vì thỏa thuận này chưa được Hamas và nhà hòa giải Qatar ký kết. Quan chức này nói thêm thỏa thuận sẽ được thực thi sau khi ký kết. Cố vấn an ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi cho biết trong một tuyên bố do văn phòng thủ tướng đưa ra, các cuộc đàm phán để thả những người bị bắt giữ đang tiến triển và tiếp tục. Israel cho biết lệnh ngừng bắn có thể kéo dài hơn nữa nếu thêm nhiều con tin được giải thoát và một nguồn tin Palestine cho hay tổng cộng có tới 100 con tin có thể được thả vào cuối tháng. Trong một diễn biến liên quan, giới quan sát cho rằng để thực thi lệnh ngừng bắn hoàn toàn ở Gaza vẫn cần một thời gian dài nữa vì có rất nhiều yếu tố để cả Israel, Hamas tiến đến một thỏa thuận hoàn toàn. Trong khi đó, trước thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Hamas cho biết khoảng 30 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào một trường học có liên hệ với Liên Hiệp Quốc ở trại tị nạn Jabalia, phía bắc Gaza. Lực lượng Israel cũng tiến hành các cuộc tấn công mới vào bệnh viện Indonesia ở phía bắc Gaza, nhắm vào lối vào chính và máy phát điện. Theo hãng thông tấn Wafa của Palestine, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công khu phố Sheikh Nasser ở Khan Yunis, phía nam Gaza, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết một chỉ huy hải quân của lực lượng Hamas đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích ở Khan Yunis. IDF tuyên bố Ammar Abu Jalala là chỉ huy cấp cao trong lực lượng hải quân của Hamas và từng tham gia chỉ đạo một số cuộc tấn công bằng đường biển bị IDF ngăn chặn. Quân đội Israel cho biết một thành viên khác của lực lượng hải quân Hamas cũng đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.